lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng Thành Hợp ha. Đó, cửa hàng Thành Hợp thì tên của em là tên Nhanh nha. Mấy anh, mấy chị, mấy chú, mấy bác thì mình chốt đơn cứ kêu em Nhanh đi nghe cho nó gần gũi nha. Thì cửa hàng của em thì chuyên về bán máy động cơ cắt cỏ 2 thì, động cơ cắt cỏ 4 thì và đặc biệt là máy cưa xích nha. Đó, mong quý anh chị cô bác ủng hộ em ha. Thì ủng hộ em đi, không có bị lầm đâu. Em bán hàng với phương châm là khách hàng cho niềm tin, bên em trao cho mình chất lượng máy mà, cho nên mình cứ an tâm. Em thì em ở Cần Thơ ha, ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Em ở giữa quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ, cho nên mấy anh nào có mua hàng thì cứ alo đi đặng em hướng dẫn cho mình đi lên, đặng không bị lạc đường mà nhanh chóng ha. Hoặc là các bạn Zalo, em sẽ gửi định vị cho mình đến cửa hàng mua hàng cho nó dễ nha. Muốn xem hàng nào cũng có, cắt cỏ cũng nồng lớn nồng nhỏ có, giá cả rẻ có, cao có, rồi máy cưa xích đồ cũng vậy ha. Thì hôm nay em có lên cho mình lô máy 12 cây, thì trong đây em có kèm cho mình 2 cây cưa xích và một cái đầu máy nha. Đó, cưa xích thì em có là hiệu Makita nè, đó, Optin 018 nha mấy anh. Rồi cái đến là cây đầu máy ha, xong rồi tới Magu nè, tum liền. Rồi Kawasaki tum gời, Kiwis 253, Kawasaki TH 23. Đó, cái đến là Maru Yanma 26. Rồi Zenon Komitsu 26. Rồi Magu tum gời có trợ lực để chế hai kim 26 luôn. Và một cây Honda 4 thì GX 25. Mitsu tên là 261 có trợ lực nha. Đó, mấy anh chị mua hàng của em ha, là đặc biệt là bên em không có lấy cọc 1.000 nào, cho nên mấy anh chị khỏi sợ mình bị lừa mất tiền ha. Em bán hàng với phương châm là khách hàng trao niềm tin, em nhanh trao chất lượng máy nha. Đó là em bán như vậy là như mấy anh cầm lưỡi nha, mấy anh cầm cán em cầm lưỡi chứ lộn. Đó, em cầm lưỡi đó là dễ bị tay đó ha. Thì bên em bán hàng là em cho tháo hàng ra rồi đổ xăng pha nhớt vô rồi kiểm tra hàng trước khi nhận đâu đó đàng hoàng ha, chứ không phải mà về bắt buộc khách nhận đâu. Rồi mấy anh thử máy cắt cỏ thử rồi cưa cây thử rồi mình mới trả tiền cho người giao hàng ha. Rồi hôm nay thời gian có hạn nha, cho nên em nhanh sẽ đi nhanh gọn lẹ ha. Số điện thoại để chốt đơn bên em là 0913 136620. Hên Dũng khỏi đi, khỏi đi, ta thấy rồi đó. Cho nên là chốt đơn thì chốt qua số đó giùm em. Bên em thì ship hàng trên mọi miền của đất nước nha. Đó, cho nên mấy an tâm không sợ có bị lọc hay lừa gì, lừa đảo là không có đâu nha. Rồi thì hôm nay em sẽ đi vô test nổ máy luôn nha mấy anh. Thầy kêu nó đừng có chà nha Dương. Đừng có chà tới thôi. Kêu đừng làm này cũng làm kia. Mấy nãy lì quá. Trọng lượng là 4,6 kg ha. Chiều dài lam là 4 tấc. Tắt cái quạt đó đi Dương. Tao liễn ra ngoài sân giờ. Cái cây mà em giới thiệu cho mấy anh là một cây cưa Makita. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha mấy anh. Đó. Công tắc máy thì nó còn miếng nhựa luôn ha. Mềm mại nè, giữ ra lớn nè. Ốc máy rồi còn vàng tươi cực kỳ đẹp ha. Makita 333. Đó. Có vú bơm phụ nè. Le gió nè. Đó, kéo le thì là mình đóng. Mở le thì đẩy vô. Những con ốc mà HTL và ốc T này là đều là con ốc chỉnh GMT chỉnh xăng hết ha. Nó có cái bình xăng pha nhớt nè. Là cái này là nắp phía trước là nắp xăng pha nhớt giùm em nha. Có cái bình này là cái bình cái xăng đấy, anh thấy không? Còn cái nắp này là cái nắp nhớt lam. Khi mà mình cưa cây mà lâu ngày mình cũng phải thăm coi nhớt lam nó còn không ha. Và trực diện thì cái này mà nó không ra nhớt mà mấy anh cũng chú ý nha. Bổ sung nhớt vô đây giùm em. Cái lam còn chữ Makita luôn nè nghe em ha. Đó, lam này nó sử dụng xích 91 ha. Con ốc mà tăng đưa dây xích dây sơn nó nằm ở mặt trong. Đó.
cái lam nó nhìn như vậy không phải và nó nhìn sao nó mòn cũ không phải nghe em, nó chốc đi cái lớp màu trắng này thôi chứ cái mặt này chưa có đụng gì tới luôn nè nhá, mặt này nó còn dày dặn ha, cái lam còn chuyển Makita luôn đó, buộc hối thì trắng phiếu ha, ốc trong đây này vàng tươi khá đẹp. Mã này mấy anh chốt cho em mã Q1 37 ly 1.900.000 đồng ha. Cho đến là cây ớt tiên. Rồi 4,8 kg trọng lượng, chiều dài của cái lam này là 3 tấc 8 nha em. Một cây cưa phiên bản ớt tin đời cao nồng đứng tay dài. Rồi công tắc với lây gió nó sử dụng một chỗ ha, tắt máy nè, mở nè. Cái lây gió nó đặc biệt mấy anh, mấy anh bóp cái cò này vô, mấy anh đẩy xuống cái lây gió nó mấy anh ha, giờ mấy anh muốn mở lên thì mấy anh mở gì giùm em, rồi mấy anh bóp cái nó là nó sẽ nhảy mở lên nha đó. Rồi nắp nhất lam nằm phía dưới, nắp xăng pha nhất nằm phía sau ha. Chụp giật đồ thì mấy anh muốn giật nhẹ thì mấy anh bóp cò này vô giùm cho em, bóp nhẹ cái này vô ha, lại mấy anh giật nó phiên bản giống như xả cò vậy đó, giật siêu nhẹ nha, giật siêu nhẹ, có hàm rồng nha, hay còn gọi là sỉ gỗ ha. Để em nhìn nó còn vàng cực kỳ đẹp. Mặt tiền nó còn này còn quét mã vạch được nè, chập thông số rồi ha. Ở bô khối có chữ ớt tin rồi luôn, mấy anh thấy không? Cực kỳ đẹp và xịn sò. Cái này thì cưa này sử dụng xích là xích 91 ớt tin mini made in Germany ha, của Đức nha mấy anh. Của Đức chính hãng xịn sò đàng hoàng nha. Đây mặt trước cũng như mặt sau, mặt cắt còn khá đẹp ha. Rồi cái mã này mấy anh chốt cho em nhanh, mã Q2 38 ly 2.900.000 đồng nha. Cái đó là em lên cho mình đầu máy và máy cỏ ha. Mấy em bấm like ủng hộ em nha. Cái đầu máy đó nó có vấn đề cho nên em đổi qua em lai máy này nghe em ơi. Thiếu cái thùng thôi ha, xuất sắc luôn nha. Những cái ốc máy này mấy anh nhìn đi khá trắng và đẹp, bình xăng lớn ghim liền lạc hết. Cái này thì nó chạy bộ chế One Pro nghe mấy em đó, lắp có dập chữ nổi mắt in Japan luôn ha, phun bỏ đỡ bình xăng lớn dày dặn luôn, ốc máy nó trắng đẹp nè. Tôm liền tôm nhựa theo máy đồ đầy đủ ha, đẹp từ A tới Z luôn á trời. Đây nhìn ốc máy này trắng đẹp nha, ra bóp gin ha, đầu bò trắng cỏ gin theo máy hết đầy đủ nha em. Rồi mã này mấy anh chốt cho mã Q4 nha em ơi, 30 ly 1.450.000 ha. Ra đi lẹ đi. Thank you.
Rồi máy này là máy đến từ thương hiệu Kawasaki ha. Nồng 32 ly, công suất 25cc nha. Mà em để ý những cái cây mà chơi game 25 như thế này mà lóc nó chập chữ da banh, từ lưu hộp dưa đó, đập ở trong đây có chữ da banh nè, chập nổi luôn. Tới chỗ của kiểm tra ha. Rồi bình xăng con cũng dập chữ da banh nè, chế tông ga ha. Rồi lóc máy cũng dập chữ nổi mát in da banh luôn ha. Dập 3 chỗ luôn á mà. Đó, bình xăng lớn zin liền lạc hết. Và đặc biệt là máy này mình có thể là tháo rời đầu máy ra mình đấu xịt thuốc luôn ha. Tung máy quá đẹp nha. Ốc máy nó trắng đẹp nè. Đó. Đế bộ đỡ bình xăng đầy đủ nha. Siêu đẹp cho cái máy này luôn. Cái này là mấy anh đẩy lên là mở ha. Đẩy xuống là tắt giùm em nha. Vô khói trắng đẹp nha mấy. Liền lạc hết. Đây. Hai tay đôi lớn ra giữ nha mấy. Trắng cỏ đầu bò ghim theo máy ha. Mã này mấy anh chốt cho em nhanh, mã Q5 nha mấy anh, 32 ly, 1.600.000 đồng ha. Máy này dạy mấy anh bơm nước đi xịn lắm, bơm rất là xa. Tháo đầu máy rời ra mình đấu xịt thuốc được luôn. Đó, cắt cỏ đồ chạy công kêu đồ ổn định hết. Rồi cái đó là cây kêu gít 253 ha. Kiwit 253 đẹp liền lạc ha. Mấy cái máy áo mà máy mà nhôm như tỏa nhiệt nó rất là tốt luôn ha. Rồi mấy anh phát cỏ mà cỏ cao, cỏ dày như cỏ hơn ngón tay cái em luôn đó. Phát cỏ mà nó đứng nó gọi là hiên ngang, nó dày dặn đấy ha, mà nó khô cằn đó, mấy anh phát được máy này cho em cực kỳ là khỏe. Rồi mấy anh gắn tu hết bơm nước đi, cũng rất là xa luôn ha. Máy này chạy, em đánh giá là chạy rất là trâu bò, mà cái tông nó rất là dày dặn nữa. Đó, mà hôm nay gặp cái máy này nó sở hữu bộ chế zin One Pro một kim ngang ngang luôn ha. Đó, bình xăng lớn zin liền lạc hết, máy này zin 100% hết nha mấy anh. Tim nhôm ha. Rồi 256 luôn chứ không thèm 253 nữa mấy anh ơi. 256 luôn. Hai tay đôi lớn ra giữ ha. Cắn cỏ đầu bò zin theo máy nha. Mã này chốt cho mã Q6, 1.600.000 đồng nha mấy anh. Chốt thì chốt đúng mã giùm em đi, em chốt máy cho đúng ha. Đời máy thứ như gì nè, hôm bữa em có like một cây, một hai ngày sau 3-4 khách chốt luôn. Mà dòng máy này thì em thấy miền Tây ấy, nó chuộng nhiều hơn ở ngoài dùng ngoài, chứ thật sự là miền Tây này xài nhường nhã hết rồi mấy anh ơi. Cái dòng máy này thứ nhất là cái độ bền nha mấy anh, cực kỳ là bền, siêu bền, bền như siêu nhân vậy đó, bền mà chạy khỏe nữa. Cái thứ hai nữa là chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng nha. Và hồi đó giờ em thấy nó không có hỏng quạt ha, bền theo 5 tháng luôn. Nhưng mà trọng lượng máy gọn nhẹ nè, mà nó lại nhiều chức năng nữa ha. Tại vì máy này nó chạy là chạy tum nhôm ha, mà nó chạy tum gời luôn. Cho nên mấy anh có thể tháo rời đầu máy ra mình đấu xịt thuốc. Sử dụng bộ chế One Pro một kim ngang ngang ha. Đó, bình xăng lớn zin liền lạc hết. Ô khói nó trắng đẹp nha. Tắt nè. Mở đẩy lên thấy mà. Máy này thì lốc có dập chữ nổi mát in Japan ha. Cái bờ đỡ bình xăng nè. Đó. Hai tay đôi lớn ra giữ theo máy nha. Chán cỏ đầu bò ghim, đầu bò vừa có chén chống mòn đỏ, chén chống quấn cỏ luôn nha em nha. Mã này chốt cho em nhanh, mã Q7, 1.650.000 ha. 32 ly, 1.650.000. Máy nó chạy men nghe nên nó rất là giãn. Giãn khỏe lắm.
Aruyama KC. Này là công suất 26cc, nồng nó là 34 ly, chạy là chạy bộ chế One Pro ga ngang 1 kim ha. Chế này chế ghim theo máy ha. Máy này thì dòng máy Maru này thì mấy anh phát cỏ lưỡi cắt ổ cước gì luôn cũng xịn sò luôn nha mấy anh. Đó nè, thun bờ đỡ bình xăng còn dày dặn ha. Những góc máy mấy anh nhìn đi, khá trắng và đẹp luôn. Lốc có dập chữ nổi Made in Japan nha. Đó, mã này tum liền tum nhựa nha mấy anh, công tắc gin, ga bóp gin luôn nha. Đó, lắp gin ha, đầu bò gin nữa nè, có chén chống quán cỏ luôn ha, ga bóp gin theo máy nữa. Mã này mấy anh chốt cho em nhanh, mã Q8 34 ly, 1.800.000 đồng ha. Rồi cái này là Zenon Komitsu nha mấy anh, 2711 ha. Do cái tem của nó bị xấu quá, em tháo em lấy cái tem cơm này em dán lên chứ nó là 2711 mới đúng nha mấy anh. Đây nè, cái lắp zin của nó này nha mấy anh, là tương đương nồng nó gần 35 ly ha. 2711 với mấy anh nghe, cái tua nó chạy cực kỳ là nhanh luôn. Máy này lẽ ra em bán tới 2.2 triệu lận, nhưng mà do hình thức nó hơi xấu, em sẽ bán nó còn 2 triệu nha. Đó, thì tốt gỗ hơn tốt nước sơn nha mấy anh. Máy 2711 nó mới sử dụng chế này ha. Chế máy 26 nó chỉ sử dụng chế 1 kim thôi. Riêng cái này là chạy chế 2 kim. Đó, chế Green One Pro ha. Tua máy cực kỳ nhanh. Mấy anh mua máy về mà anh chuyên dụng cho bơm nước thì mình lấy cái này mình bơm nước, cái anh bơm cực kỳ xa. Cơm bơm rất là khỏe. Rồi mấy anh mà phát cỏ thì em bao cho mình phát cỏ gia đình số nhiều, cỏ dày, cỏ cao, gốc gạ rồi đó ha. Và đặc biệt là mấy anh phát cỏ mà phát thuê đó, thì mấy anh nên lấy những cây máy chiến như thế này ha. Về chạy tua nhanh, tiết kiệm thời gian, phát đánh nhanh rút gọn, và đặc biệt là tiết kiệm xăng cho mình luôn. Ở bình xăng lớn zin theo máy hết ha. Này vô khói nó trắng đẹp nha. Đó, có cái tùm ở đây nó hơi chốc nước sơn nhẹ nha em anh, tùm nhôm nha, tắt nè, tùm nhôm Xenon ha. Đây lắp zin nè, 2711 lận Xenon lận, đầu bò zin nghe dữ ha. Rồi quy này chốt cho em quy chính nha em anh, 2 triệu đỉnh luôn. Rồi tắt nè, Maru 260 nè. BCS 26 nồng 34 ly ha. Máy này là em thấy toàn vẹn rồi đó nghe anh, có thể nói là 10 điểm. Thứ nhất là cái phiên bản này nó có trợ lực giật rất là nhẹ ha, chả giật nhẹ rất là nhẹ. Cái thứ hai là sử dụng bộ chế 2 kim One Pro nha. Cái thứ ba là máy này nó sử dụng xài là tum gời nghe anh, cho nên mấy anh có thể đấu xịt thuốc được luôn, nó nhiều chức năng á. Lốc của máy thì nó có dập chữ nổi Made in Japan ha. Tắt nè, mình thấy bù khói đi, trắng đẹp luôn. Tum gời tum nhôm 260 ha, phía sau cực kỳ đẹp, ốc nè vàng quá đẹp, công tắc nè ga giữ, đầu bò zin ha, đầu bò có chén là chống mòn đầu ốc nha. Mã này chốt giùm em nhanh là mã Q10 ha, 2.100.000 đồng nha mấy anh. Mấy cây máy sau này là mấy cây máy chiến đó. Rồi đối với cái máy mà dòng Honda như thế này, là cái này thì dòng máy động cơ 4 thì
đó, dành cho những anh nào mà mình ngại xăng pha nhớt mà như mình hay quên đó, mình thích đổ riêng đó, xăng riêng nhớt riêng thì mình chốt máy này ha. Nhớt là nhớt 4 thì dùm em, Made in Japan GX25 nồng 34 ly, hay còn gọi là một ngựa mốt đó ha, được cũng là em nó luôn nè. Nhật đồ rất là đẹp, máy liên lạc sử dụng bộ chế quả khí một kim quanh bờ rồ luôn em ha. À, lóc thì nó có dập chữ Honda ha, thông số nè. Tấm liền tấm nhựa em ha, Honda ga bóp gin lắp gin liền lạc đồ bò gin ha. Nè, có chén chống mòn đỏ, chén chống quăng cỏ, hai loại chén luôn nha mấy anh trai. Đó. Mã này chốt giùm em mã Q11 2.600.000 đồng ha. Cuối cùng, Mitsu 261 nè. TNL 261 nha, quá trời chụp giật nữa đẹp nha em. Cái phiên bản này nó có trợ lực ha, đó rất là liền lạc, sử dụng chế hai kim le đỏ One Pro, từ cái lốc máy nè đến cái bô khói nè là mấy anh đủ ăn tiền chưa. Bình sân lớn gin nè, quá đẹp. Những cái máy này em không cần nói nhiều mấy anh, mà không đủ hàng để bán luôn đó. Anh tính đi, nó hot tới mức độ nào, hot là do cái gì, chất lượng máy nó lên nha tất cả nha em, chứ không phải tự nhiên nó mắc. Thứ nhất là nó bền, có như anh xài kỹ 90 năm luôn, chạy cực kỳ là lợi xăng, có trợ lực, không có hỏng quạt luôn ha. Nè, lóc có dập chữ nổi Made in Japan ha. Thông số này nghe em nha. Tôm nhôm tôm gà 260 ha. Cái nó những cái loại 261 này em thấy thường thường là nó có cái cọng dây chì ha, quán tròn như này giữ cọng dây ga lại nha. Đó, lắp bắn tĩnh điện luôn nè, hai tay đôi lớn ra giữ ha. Ốc cùm còn khá đẹp, đầu bò ghim luôn. Đó. Mã này mấy anh chốt giùm em mã Q12 nha mấy anh, 33 ly 2.700.000 đồng ha. Rồi. Cái này thì để em bổ sung thêm cái chén chống mòn đầu ốc cho mình bự bự, nhìn cho nó đẹp đẹp chút ha. Có chén chống quăng cỏ này nè mấy anh. Rồi, em chào và hẹn gặp lại mấy anh nha, tạm biệt.